xin giới thiệu với tất cả các chị và bạn, đây là chiếc xe Ford Escape sản xuất năm 2004, máy 2.3. Bên em đang bán với giá là 178 triệu. Anh chị các bạn nào mà muốn sở hữu chiếc xe này, hãy liên hệ với bên em theo số điện thoại là 0945404805. Em để ở tiêu đề của video này. Đây là bên em đang chạy nó luôn. Và vẫn test trên cao tốc thì nó chạy lên 101, 102 là vô tư luôn. Chạy rất là êm. Xe này đang để ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 2. Anh chị có bạn nào mà ở khu vực phía Nam, hãy liên hệ với bên em. Chiếc xe này mang biển số Vũng Tàu nhá, nhưng mà gốc thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên các anh chị có bạn nào mà muốn sang tên đổi chủ ở biển thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không mất tiền biển số, và không mất tiền biển số mà chỉ mất đóng thuế và là sang tên nhập biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thuế trước bạ của con này thì nó chỉ khoảng đô đó khoảng quanh quẩn 2 triệu thôi, và tiền dịch vụ. Nên là cái việc mua bán sang tên cái xe này rất là đơn giản, và xe này còn ủy quyền được một lần nữa. Anh chị có bạn nào mà muốn không muốn sang tên thì có thể làm ủy quyền. Em xin nhắc lại là đây chiếc xe là Ford Escape máy 2.3 nhé, không phải bán bản máy 3.0. Bên em đang bán với giá là 178 triệu. Xe đẹp từ đầu đến cuối luôn, nguyên bản hết, trang bị màn hình DVD, camera hành trình. Em đang test chạy trên cao tốc này. Xe nói chung là máy móc đấy em du hết, zin hết, không có tai nạn, không đâm đụng và không gặp nước ở đâu hết. Chỉ với 178 triệu thôi, chúng ta đã sở hữu một chiếc xe Ford Escape 2.3 sản xuất năm 2004. Đây là phiên bản hai máy 2.3 rất là tiết kiệm xăng. Nên chỉ có bạn nào mà thích những cái dòng này Escape mà lại không muốn tốn xăng thì hãy sở hữu như chiếc xe này. Máy nó chỉ 2.3 thôi, 4 bánh, rất là tiết kiệm xăng. Nói chung là anh chị các bạn mua chiếc xe này là về là chỉ việc đi thôi, không phải sửa sang bất kỳ một cái chi tiết nào. Xe đang để ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh nhé. Em đang bán 178 triệu cho chiếc Ford Escape 2004 sản xuất năm 2004, máy 2.3, màu đen, xe nguyên bản, zin hết, không đâm đụng, không tai nạn và không bị ngập nước. Số điện thoại của bên em là 0945404805. Xe đang để ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các chị và bạn. Xin chào tạm biệt.